Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Teresa Phương Anh xin được trân trọng kính chào quý khán thính giả của chương trình Tin Vui Media. Chúng tôi rất vui mừng khi được chia sẻ cùng với toàn thể quý vị trong chương trình Chuyện đời Chuyện đạo ngày hôm nay. Phương Anh xin được giới thiệu đến quý vị người dẫn chương trình cùng với Phương Anh ngày hôm nay, anh Jerome Nguyễn Thiện. Xin chào tất cả quý vị. Xin chào Phương Anh. Không biết là sau một cái thời gian nghỉ Tết vừa qua thì trong cái không khí của mùa xuân năm mới này thì Phương Anh có những dự định nào cho năm mới sắp tới chưa? Dạ vâng, thưa anh, là có rất nhiều dự định cho năm mới này. Và Phương Anh nghĩ rằng và rất là hy vọng rằng không chỉ riêng Phương Anh mà anh Văn Thiện cũng như toàn thể quý vị với hồng ân của Thiên Chúa sẽ gặt hái được rất nhiều điều thành công trong năm mới này. Xin cảm ơn Phương Anh. Và thầy cũng xin chúc tất cả quý vị đang xem chương trình ngày hôm nay sẽ có một năm mới với tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và sẽ luôn thành công trong những dự định sắp tới nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những bản tin của Tin Vui Media Phương Anh nhé. Trong các ngày từ 21 đến 24 tháng 2 năm 2019, Hội nghị Thượng đỉnh về bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội đã diễn ra tại Vatican. Hội nghị kéo dài 4 ngày, quy tụ 190 tham dự viên, trong đó có 115 vị là chủ tịch các hội đồng giám mục trên thế giới. Phần còn lại là các viên chức Vatican, các chuyên gia và những vị đứng đầu các dòng tu nam và nữ. Kính thưa tất cả quý vị, khi biết có hội nghị thượng đỉnh thì một số nhóm nạn nhân bị lạm dụng đã lên tiếng tỏ vẻ hoài nghi, gọi biến cố này là cuộc một trò giật gân, tuyên truyền nhằm mục đích rửa sạch hình ảnh của giáo hội, gồm 1,3 tỷ thành viên đã bị hoang ố nghiêm trọng bởi vụ tai tiếng đã hơn 3 thập niên nay. Nhưng thật ra, đây là một hội nghị để đánh mất lịch sử của Vatican về việc tìm một giải pháp bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội. Thưa quý vị, ngay tại ngày khai mạc 21 tháng 2 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã nói rõ trong diễn văn của mình: trước các tác hại kinh hoàng đối với các trẻ vị thành niên gây ra bởi tai ương lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ, tôi muốn hỏi ý kiến các anh em là các thượng vụ, hồng y, tổng giám mục và bề trên và các nhà lãnh đạo, các dòng tu, để cùng nhau chúng ta lắng nghe Chúa Thánh Thần và trong sự ngoan ngoãn trước sự hướng dẫn của Ngài, chúng ta hãy nghe tiếng khóc của những trẻ thơ cầu xin công lý. Trong cuộc họp này, chúng ta cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm mục vụ và giáo hội bắt buộc chúng ta phải thảo luận cùng nhau một cách đồng đoàn, thẳng thắn và sâu sắc. Làm thế nào để đối đầu với cái ác đang gây hại cho giáo hội và cho nhân loại? Dân thánh của Thiên Chúa nhìn vào chúng ta và mong đợi từ chúng ta không phải là những lời lên án đơn giản và có thể dự đoán được, nhưng là các biện pháp cụ thể và hiệu quả sẽ được thực hiện. Chúng ta cần phải cụ thể. Vì vậy, chúng ta bắt đầu tiến trình này với đức tin và một tinh thần thẳng thắn, can đảm và cụ thể. Kính thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên mà hội nghị này được Đức Thánh Cha đề xuất. Nếu nhìn lại lộ trình để dẫn đến hội nghị thượng đỉnh này, chúng ta sẽ thấy một ngày trước lễ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời hôm 14 tháng 8 năm 2018, Bồi thẩm đoàn Pennsylvania công bố một phúc trình cho thấy 301 vị linh mục bị buộc tội lạm dụng tình dục hơn 1.000 trẻ em trong 6 giáo phận trực thuộc Tổng giáo phận Pennsylvania. Báo cáo này có những điểm gây tranh cãi như là việc chọn ngày công bố, việc truy ngược thời gian đến 70 năm, việc cố tình lờ đi thực tế là chỉ có 2 trường hợp phạm tội xảy ra sau hiến chương Dallas, và cả 2 trường hợp ấy đã được giáo hội báo cáo với các nhà chức trách, cho thấy màu sắc ý thức hệ của phúc trình này. Báo cáo này đã làm rúng động không phải chỉ tại Hoa Kỳ mà còn trên toàn thế giới. Vào ngày 16 tháng 8 năm 2018, phát ngôn viên của Vatican, lúc bấy giờ là ông Greg Book, đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến báo cáo này. Tòa Thánh xem xét với những quan tâm nghiêm trọng công việc của Bồi thẩm đoàn Pennsylvania và báo cáo tạm thời rất dài vừa được công bố. Tòa Thánh lên án một cách dứt khoát việc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Các nạn nhân nên biết rằng Đức Giáo Hoàng đứng về phía họ.
Tuyên bố của Tòa Thánh cũng chỉ ra rằng qua việc tìm thấy hầu như chẳng có trường hợp nào sau năm 2002, kết luận của bồi thẩm đoàn là nhất quán với những nghiên cứu cho thấy những cải cách của giáo hội Công giáo ở Hoa Kỳ đã làm giảm đáng kể tỷ lệ lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ. Vào ngày 20 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra một lá thư gửi cho người Công giáo trên thế giới thảo luận về báo cáo của bồi thẩm đoàn. Kính thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 9 năm 2019, Hội đồng Hồng Y tuyên bố rằng Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định triệu tập một cuộc họp với Chủ tịch Hội đồng Giám mục về chủ đề bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội. Và vào ngày 23 tháng 11 năm 2018, Đức Thánh Cha chỉ định các thành viên trong ban tổ chức và những người tham gia. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2018, thông báo và thư mời được gửi đến những người tham gia với yêu cầu gặp gỡ những người đã từng bị lạm dụng tại địa phương. Và vào ngày 16 tháng 1 năm 2019, Linh mục Federico Tombardi, nguyên giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, được chỉ định là người sẽ điều phối các phiên họp khoáng đại trong hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội. Thưa quý vị, khi chia sẻ những thông tin này, chúng tôi ước mong chúng ta hãy nghe những lời giải thích của Đức Thánh Cha về ý định triệu tập hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội lần này. Trong chuyến bay trở về từ Panama, Đức Thánh Cha đã nói rất rõ rằng Ngài muốn giúp các giám mục hiểu rõ những gì các ngài phải làm. Chính trong ý nghĩa này, Ngài đã nói về một khóa học giáo lý. Chương trình giáo lý này sẽ được bắt đầu với các chủ tịch của các hội đồng giám mục. Thứ nhất, Đức Thánh Cha muốn họ nhận thức được bi kịch, những đau khổ của các nạn nhân, từ đó nảy sinh ý thức trách nhiệm mạnh mẽ về phía các cá nhân các giám mục, về phía các giám mục nói chung và về phía cộng đồng rộng lớn hơn, đó là giáo hội. Thứ hai, Ngài muốn các giám mục biết những gì họ cần làm, các thủ tục là gì, những nhiệm vụ nào cần phải hoàn thành ở nhiều cấp độ khác nhau, giám mục giáo phận, giám mục tổng giáo phận, Hội đồng Giám mục Tòa Thánh Vatican. Điều này sẽ dẫn đến việc chịu trách nhiệm với nhau và nhiệm vụ mà mỗi người phải làm mỗi tương quan với các giám mục khác trong giáo hội và những người khác trong xã hội. Điều này giả định trước sự minh bạch liên quan đến các nhiệm vụ, thủ tục và cách thức thực hiện chúng. Theo cách này, uy tín của giáo hội và niềm tin của người dân vào giáo hội có thể được phục hồi. Kính thưa quý vị, các yếu tố cơ bản của hội nghị lần này đó là cầu nguyện và lắng nghe, thuyết trình và đặt câu hỏi, thảo luận theo nhóm, kết luận của Đức Thánh Cha. Chủ đề của hội nghị cũng khá đa dạng và thẳng thắn. Ngày thứ nhất đó là tinh thần trách nhiệm, ngày thứ hai là trách nhiệm giải trình và ngày thứ ba là tính minh bạch. Mỗi chủ đề này sẽ được thể hiện sâu sắc trong 3 bài thuyết trình. Mỗi bài thuyết trình sẽ tập trung vào một chủ đề có liên quan đến cá nhân của vị giám mục và các trách nhiệm của Ngài, mối quan hệ của một giám mục với các giám mục khác và mối quan hệ của các giám mục với dân Chúa và xã hội. Những vị thuyết trình đã được chọn để có thể đại diện cho nhiều châu lục, văn hóa và tình huống trong giáo hội. Kết quả từ hội nghị thượng đỉnh bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội vẫn tiếp tục được nhiều người bàn luận. Tuy nhiên, có một điều mà người ta nhận ra tính tích cực của hội nghị là đã thúc đẩy được nhận thức rằng cần phải liên tục lắng nghe các nạn nhân. Xin chúng ta tiếp tục cầu nguyện để giáo hội luôn đứng vững trước những sóng gió. Chúng tôi xin được trở lại cùng quý vị qua chuyện đời chuyện đạo của Tin Vui Media. Thưa quý vị, trong những tháng ngày qua, vấn đề lạm dụng tình dục trong hàng giáo sĩ vẫn đang tiếp tục là một đề tài gây nhiều tai tiếng cho giáo hội. Như chúng tôi vừa trình bày, Đức Thánh Cha đã triệu tập Hội nghị thượng đỉnh bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội. Điều này cho thấy giáo hội Công giáo, cách riêng là Đức Thánh Cha, đã không khoan nhượng với bất kỳ hành vi sai trái nào làm ô uế hình ảnh của giáo hội. Và vào ngày 16 tháng 2 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco và Bộ Giáo lý Đức tin đã ra lệnh trục xuất cựu Tổng giám mục Theodore McCarrick, Tổng giáo phận Washington DC khỏi hàng giáo sĩ. Quyết định này đã được Tòa Thánh công bố theo sau thủ tục tố tụng hành chính do Bộ Giáo lý Đức tin tiến hành. Trong đó, McCarrick bị kết tội gạ gẫm trong bí tích giải tội và phạm vào điều răn thứ 6 với trẻ vị thành niên và người lớn, với yếu tố gia trọng là lạm dụng quyền lực.
Thưa quý vị, quyết định này cũng như việc triệu tập hội nghị thượng đỉnh bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội cho thấy giáo hội Công giáo, cách riêng là Đức Thánh Cha, đã không khoan nhượng với bất kỳ hành vi sai trái nào làm ô uế hình ảnh của giáo hội. Có thể thấy rõ điều đó khi đọc thêm những phản ứng từ phía Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đăng trên hãng thông tấn Công giáo CNA về việc quyết định trục xuất cựu Tổng Giám mục Mark Garrick khỏi hàng giáo sĩ. Bản tuyên bố đưa ra hôm thứ Bảy của Tổng giáo phận Washington viết, việc áp đặt hình phạt trục xuất khỏi hàng giáo sĩ đối với cựu Tổng Giám mục Theodore Mark Garrick và như thế cấm ông bất kỳ thừa tác vụ tư tế nào, nhấn mạnh sự nghiêm trọng trong các hành động của ông. Đức Hồng Y Daniel Dinardo của Galveston Houston, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết hình phạt của Vatican đối với Mark Garrick là một tín hiệu rõ ràng rằng lạm dụng sẽ không được dung thứ. Ngài nhận định rằng đối với các giám mục, anh em của Ngài, điều này củng cố quyết tâm của chúng tôi phải chịu trách nhiệm trước tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Tôi biết ơn Đức Thánh Cha Francisco về đường lối quyết liệt mà Ngài đã dẫn dắt giáo hội trong việc đáp trả. Đức Hồng Y Joseph Tobin là Tổng Giám mục Newark, nhiệm sở cũ của Mark Garrick cho biết trong một tuyên bố khác rằng Mark Garrick và những kẻ lạm dụng giáo sĩ khác đã chà đạp một sự tin tưởng thiêng liêng và gây ra tổn hại khôn lường cho cuộc sống của nạn nhân già trẻ. Đối với tất cả những người bị giáo sĩ lạm dụng, đặc biệt là các nạn nhân của Theodore Mark Garrick, tôi tiếp tục bày tỏ nỗi buồn sâu sắc và xin lỗi họ với những lời xin lỗi chân thành về sự đau khổ suốt đời mà anh chị em phải chịu đựng. Đức cha James Cechio ở Metuchen, New Jersey cũng là một giáo phận cũ của Mark Garrick đã tuyên bố: hôm nay tôi cầu nguyện cách riêng cho những giáo dân và linh mục là những nạn nhân của Theodore Mark Garrick. Mặc dù tin tức này không làm tan biến đi những nỗi đau mà những nạn nhân này đã phải trải qua, nhưng tôi hy vọng rằng một bước tiến vừa được thực hiện cho sự chữa lành của họ, và đó là một tuyên bố mạnh mẽ của giáo hội rằng những tội ác và tội lỗi này chắc chắn sẽ không được dung thứ. Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Boston, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên cũng đã viết trong một tuyên bố: hôm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra quyết định cuối cùng và không thể bác bỏ quyết định gần đây của Bộ Giáo lý Đức tin về trục xuất cựu Tổng Giám mục Theodore Mark Garrick khỏi hàng giáo sĩ. Hành động này của Đức Thánh Cha rất quan trọng trong việc thực hành công lý đối với các tội phạm và tội lỗi của vị nguyên Tổng Giám mục. Thưa quý vị, nhìn lại những quyết định của Đức Thánh Cha qua việc trục xuất cựu Tổng Giám mục Theodore Mark Garrick không phải để vạch rõ tội lỗi hay tội phạm, nhưng chúng tôi muốn chia sẻ đến một khía cạnh khác, đó là niềm tin vào giáo hội. Xin mượn lời của Đức Cha James Churchill, giáo phận New Jersey, tuy nhiên tôi đã được nhắc nhở khi cầu nguyện rằng giáo phận của chúng ta không được thành lập trên nền tảng của Theodore Mark Garrick, mà là trên nền tảng của Chúa Kitô, đấng làm mới giáo hội của Ngài trong mọi thời đại. Kể từ lần đầu tiên khi ân sủng của Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên các tín hữu tiên khởi, qua nhiều thời đại, giáo hội đã từng bị bao vây bởi những vụ tai tiếng và những phản bội gây chia rẽ. Tuy nhiên, những thất bại đó không định nghĩa giáo hội của chúng ta, mà là làm chứng cho sự thật rằng Chúa Kitô tiếp tục làm những việc thông qua những thất bại bằng cách kêu gọi tất cả chúng ta tiến đến với một cuộc sống sám hối và thánh thiện. Xin cùng cầu nguyện để mỗi người chúng ta luôn hướng đến một cuộc sống sám hối và thánh thiện. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chuyện đời chuyện đạo của Tin Vui Media. Kính thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 2 năm 2019, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống, làm Hồng Y nhiếp chính. Những diễn biến này đã gây ra các đồn đoán cho rằng Đức Thánh Cha Francisco đang chuẩn bị từ chức theo gương của Đức Benedicto. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần trong cấu trúc của giáo hội thôi ạ. Thưa quý vị, khi một vị giáo hoàng qua đời hay tuyên bố thoái vị, giáo hội rơi vào tình trạng chống ngôi giáo hoàng. Tất cả các vị lãnh đạo, các cơ quan trung ương tòa thánh đều bị ngưng chức, ngoại trừ vị Hồng Y nhiếp chính.
Theo Tông hiến Universi Dominici Regis, mục từ toàn thể đoàn chiên Chúa do Thánh Giáo hoàng Gioan Paolo II ban hành năm 1992 về những gì phải tuân giữ trong thời kỳ tòa thánh chống ngôi giáo hoàng, trong vai trò là vị chủ tịch của tông phòng, vị hồng y nhất chính chăm sóc, quản lý tài sản cũng như các quyền lợi của tòa thánh. Ngài điều hành các công việc bình thường và đệ trình lên hồng y đoàn những gì quan trọng cần được phê chuẩn. Kính thưa quý vị, trong trường hợp vị giáo hoàng qua đời, vị hồng y nhiếp chính sẽ là người thông báo chính thức tin này cho Đức Hồng Y Giám quản Roma và Đức Hồng Y Giám quản Đền thờ Thánh Phêrô. Sau khi nghe ý kiến của ba hồng y trưởng, của ba đảng giám mục, linh mục và phó tế, Ngài sẽ ấn định tất cả những gì liên hệ với việc an táng Đức Giáo Hoàng quá cố, cũng như việc quay phim chụp ảnh làm tài liệu. Hồng y nhiếp chính có nhiệm vụ niêm phong phòng làm việc và phòng nghỉ ngơi của Đức Giáo Hoàng và phá hủy chiếc nhẫn ngư phủ thường đeo trên tay vị giáo hoàng. Ngài ấn định ngày bắt đầu các phiên họp của Hồng Y Đoàn để chuẩn bị bầu giáo hoàng mới. Đức Hồng Y cũng lo liệu những gì cần thiết để chuẩn bị cho việc bầu Đức Giáo Hoàng. Hồng Y nhiếp chính cũng sẽ là người nhận lời tuyên thệ của các Hồng Y về việc giữ bí mật liên quan tới mật nghị bầu giáo hoàng. Vị tiền nhiệm của Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell là Đức Hồng Y Jean-Louis Tauren. Ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm là Hồng Y nhiếp chính vào ngày 20 tháng 12 năm 2014 và tuyên thệ nhậm chức vào ngày 9 tháng 3 năm 2015. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Jean-Louis Tauren đã qua đời vào ngày 5 tháng 7 năm 2018. Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi Chuyển đời Chuyển đạo của Tin Vui Media. Thưa quý vị, trong những ngày đầu năm, một bản tin được loan trên trang thông tin của các giáo phận Việt Nam đã cho thấy sức sống mạnh mẽ của các cộng đồng Công giáo Việt Nam. Đó là thông tin về Đại hội Giới trẻ Công giáo Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất tại Nhật Bản. Sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 5 năm 2019. Đại hội lần này mặc lấy tinh thần của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới với sự đồng hành của Linh Mục Anton Vũ Khánh Tường, Giới Trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản đã chọn chủ đề Tỏa sáng Đức Tin, một ý tưởng từ câu Kinh Thánh, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Kính thưa quý vị, hiện nay số người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Nhật Bản ngày càng tăng cao. Ngày Đại hội Giới Trẻ Toàn quốc tại Nhật là dịp đầu tiên hơn 30 nhóm giới trẻ công giáo trên toàn quốc Nhật có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và chia sẻ với nhau đời sống đức tin của mình bằng việc nhiệt huyết, niềm vui và sự dấn thân. Ngoài những giây phút sôi động qua các trò chơi sinh hoạt và những tiết mục văn nghệ đặc sắc của các nhóm giới trẻ có phần thi đố vui sách, đô két như góp thêm ngàn cánh tay cho thực hiện ước mơ của Đức Thánh Cha Francisco. Cha ước mong một thế hệ Kitô hữu, 1 triệu các bạn trẻ sẽ trở thành chứng nhân sống động cho giáo huấn xã hội. Chương trình còn có những giây phút lắng động bên thánh thể, giờ học hỏi và thảo luận về đời sống đức tin và thánh lễ bế mạc với nghi thức sai đi. Và chúng ta hãy cùng cầu nguyện để cuộc gặp gỡ của các bạn trẻ công giáo Việt Nam tại Nhật Bản thật sự mang lại sức sống và niềm tin cho các tham dự viên và lan tỏa sức sống đức tin ấy đến những người xung quanh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi chương trình Chuyển đời Chuyển đạo của Tin Vui Media. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.